Xin kính chào quý vị. Quý vị đã theo dõi bản tin hàng hóa thị trường trên kênh truyền hình FBNC. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị những thông tin sau đây. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy 5 tháng đầu năm, Việt Nam có 15 thị trường nhập khẩu trị giá từ 1 tỷ đô la trở lên. Hàng Việt Nam hiện diện khiêm tốn tại Lào do chưa có trung tâm phân phối chính thức. Nhưng trước hết sẽ là giá thế giới và chi phí vận chuyển tăng, kéo theo giá ga trong nước tăng thêm 13.000 đồng một bình 12 kg kể từ ngày 1 tháng 7. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, giá ga bán lẻ trên thị trường của nhiều thương hiệu đã tăng thêm 13.000 đồng một bình 12 kg do giá thế giới, tỷ giá và chi phí vận chuyển gia tăng. Theo các công ty ga đầu mối như là Sài Gòn Petro, Pacific Petro, giá ga hợp đồng giao tháng 7 đã tăng khoảng 35 đô la Mỹ một tấn so với tháng 6, lên mức hơn 792 đô la Mỹ một tấn. Mức tăng này cộng với việc tỷ giá tăng 1% từ hôm 28 tháng 6 đã khiến giá đầu vào của mỗi ký ga tăng gần 1.000 đồng, tức là khoảng 11.000 đồng một bình 12 kg. Bên cạnh đó, khi thực hiện đấu thầu hàng trong tháng 6, nhiều công ty đã bị nhà cung cấp tăng cước phí vận chuyển, bảo hiểm và lãi của nhà cung cấp từ 15 đến 20 đô la Mỹ một tấn cho các lô hàng từ tháng 7. Việc giá xăng tăng 2 lần trong tháng 6 cũng làm tăng chi phí vận chuyển từ cảng về kho và đến các đại lý. Sau khi tính toán, các hãng đã quyết định tăng 13.000 đồng một bình 12 kg. Với mức tăng này, giá ga bán lẻ đến tay người tiêu dùng ở mức 376 đến 378.000 đồng một bình 12 kg. Như vậy, sau nhiều tháng giảm liên tục với ít biến động, giá ga đã bất ngờ tăng mạnh. Từ tháng 3 đến tháng 5, giá ga liên tục giảm mạnh từ 4.000 đến 24.000 đồng một bình. Từ giữa năm 2010, Ấn Độ đã thả nổi giá xăng dầu và cho phép doanh nghiệp tư nhân tự điều chỉnh giá. Đến thời điểm này, từ khi lạm phát tăng và đồng rupee rớt giá, doanh nghiệp tại đây liên tục tăng giá xăng khiến cho người dân lao đao. Chỉ trong vòng một tháng qua, giá xăng tại Ấn Độ đã tăng đến 3 lần. Các cây xăng tại Ấn Độ lại tiếp tục nâng giá lần thứ 3 trong tháng. Lý giải vì sao tăng giá xăng, chính phủ Ấn Độ cho biết đồng yên đang trượt giá quá nhanh, làm giá nhập khẩu dầu thô đội lên cao, vì vậy buộc phải tăng giá xăng để cân bằng. Nhưng dù lý do có chính đáng hay hợp lý như thế nào thì cũng không thể xoa dịu sự bất bình của người dân khi liên tục phải đối mặt với chuyện giá cả leo thang. Giá cả liên tục tăng, chẳng biết khi nào nó mới xuống lại nữa. Chúng tôi còn phải chịu đựng chuyện này bao lâu nữa, đến bao giờ thì lạm phát mới chấm dứt. Lại một lần nữa giá lại tăng, tôi thực sự không hiểu chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Chính phủ mở cửa kinh tế, giá thế giới tăng thì giá trong nước cũng tăng luôn. Mọi thứ đang trở nên khó khăn, cuộc sống của chúng tôi, công việc kinh doanh, cái gì cũng liên quan đến xăng, giờ xăng tăng nên cái gì cũng tăng theo. Hiện tại ở Ấn Độ có 3 tập đoàn phân phối xăng dầu thuộc nhà nước là IOC, Bharat và Hindustan, và cả 3 đều đã lên kế hoạch tăng giá cùng một lúc. Ấn Độ bắt đầu thả nổi giá xăng từ giữa năm 2010 và cho phép doanh nghiệp điều chỉnh giá dựa trên tình hình thế giới và tỷ giá tiền tệ. Theo Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2013, đã có 16 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu lượng hàng hóa của nước ta có trị giá từ 1 tỷ đô la trở lên. Trong đó, Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai quốc gia nhập khẩu lớn nhất với trị giá trên 5 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia đánh giá, Việt Nam đã xuất khẩu vào 15 thị trường với giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ đô la, một sự tăng trưởng vượt bậc. Bởi cùng kỳ năm 2012, cả nước mới có 8 quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu lượng hàng hóa từ Việt Nam với kim ngạch 1 tỷ đô la trở lên. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tiếp tục là Hoa Kỳ với kim ngạch đạt 8,846 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,276 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2012. Một số quốc gia vùng lãnh thổ có mức nhập khẩu cao của Việt Nam như là Nhật Bản trên 5,3 tỷ đô la Mỹ, Trung Quốc trên 4,9 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, châu Á là khu vực có số lượng khách hàng nhiều nhất của Việt Nam với 10 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tiếp đến là châu Âu có 3 quốc gia, còn lại 1 ở châu Mỹ, 1 thuộc châu Đại Dương. Theo khảo sát, 400 nhà quản trị mua hàng ở các doanh nghiệp sản xuất tháng 6 vừa qua, chỉ báo PMI chỉ còn 46,4 điểm. PMI yếu đi tháng thứ 2 liên tiếp, chủ yếu là do sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới co hẹp, khiến cho các doanh nghiệp phải cắt giảm việc làm và nguyên vật liệu đầu vào. Đây cũng là mức điểm thấp thứ 3 kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 4 năm 2011. Nguyên nhân chính đẩy PMI giảm sâu là cả lực cầu trong nước lẫn đơn hàng xuất khẩu đều tụt dốc. Lực cầu yếu đi rõ rệt ở hai thị trường là Trung Quốc và Hàn Quốc. Đơn hàng giảm cũng là nguyên nhân khiến tồn kho thành phẩm tăng mạnh trở lại trong tháng 6 và cũng là mức tăng nhanh nhất trong một năm qua. Thiếu hụt đơn hàng cũng khiến tình trạng cắt giảm việc làm ngày càng mạnh hơn. Lạm phát thấp tiếp tục là áp lực lên giá bán của doanh nghiệp, khiến cho giá bán hàng do đó đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong gần một năm qua. Và dù đã liên tục giảm giá thời gian qua, nhưng doanh số bán hàng của doanh nghiệp nhìn chung vẫn giảm.
Thưa quý vị, sau 5 năm không đóng nổi một đồng thuế nào cho chính phủ Anh, hãng cà phê của Mỹ Starbucks đã nộp thuế 5 triệu bảng. Đối với chính phủ Anh thì Starbucks là một trong những cái tên đứng đầu trong danh sách những tập đoàn nước ngoài trốn thuế tại đây. Chuỗi cà phê nổi tiếng của Mỹ Starbucks vừa thông tin cho báo giới rằng ngày 24 tháng 6 vừa qua đã đóng thuế cho chính phủ Anh hơn 5 triệu bảng. Đây là lần đóng thuế đầu tiên của Starbucks kể từ năm 2008. Chính phủ Anh cũng cho rằng trong 15 năm có mặt tại Anh, Starbucks chỉ đóng thuế 8,6 triệu bảng và 5 năm kể từ khi năm 2008. Chính phủ Anh chưa nhận một đồng thuế nào từ Starbucks. Theo giới chức trách Anh, chiêu trốn thuế của Starbucks là chuyển một phần lợi nhuận sang Hà Lan dưới dạng tiền bản quyền. Ngược lại, Starbucks khẳng định mình không hề trốn thuế vì trong 5 năm qua, Starbucks làm ăn tại Anh chưa có khi nào có lời, nên không đóng thuế. Đôi co qua lại, đến tháng 12 năm ngoái, Starbucks đồng ý trả thuế 20 triệu bảng cho chính phủ Anh trong năm 2013 và 2014. Và khoản tiền 5 triệu bảng nói trên là đợt đóng thuế đầu tiên. Starbucks không phải là tập đoàn duy nhất của Mỹ bị chính phủ Anh buộc tội trốn thuế. Google và Amazon cũng đang vướng phải những vụ việc tương tự. Chính phủ Anh cho rằng Google và Amazon đã cố tình lách luật, tuồn các khoản lợi nhuận ra nước ngoài để không phải đóng các hóa đơn thuế khổng lồ. Cùng với Campuchia, Lào được coi là thị trường đầy tiềm năng cho hoạt động đầu tư cũng như xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường lân cận. Tuy nhiên tại Lào thì hiện nay vẫn chưa có một trung tâm phục vụ chính thức cho Việt Nam. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cho sự hiện diện của hàng Việt Nam tại Lào vẫn còn rất khiêm tốn. Tại hội thảo giới thiệu về thị trường Lào và chương trình triển lãm đầu tư thương mại du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2013 tại Champasak, Lào diễn ra sáng ngày 28 tháng 6, ông Suthidev Phomalat, tổng lãnh sự Lào tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu như trước đây thống lĩnh thị trường Lào chủ yếu hàng Thái Lan và Trung Quốc, thì nay hàng Việt cũng đã hiện diện tại đây bằng nhiều con đường khác nhau. Hàng Việt cũng khá được người tiêu dùng Lào ưa chuộng nhờ có chất lượng tốt, tiềm năng hợp tác giao thương hàng hóa giữa hai nước rất lớn. Do có đường biên giới chung dài và nhiều cửa khẩu, hai nước cũng đã có truyền thống hữu nghị lâu đời. Mặc dù vậy, một số doanh nghiệp đầu tư tại Lào cho biết sự hiện diện của hàng Việt tại đây còn khá khiêm tốn do nhiều nguyên nhân. Hiện nay tại thị trường Lào là hệ thống phân phối của Việt Nam rất là thấp, cho nên là đưa hàng qua thì lại không có người bán, dẫn đến là cái việc mà xâm nhập vào thị trường Lào rất là kém. Đó là cái bất lợi. Cái thứ hai là giữa ngôn ngữ Việt Nam và Lào có sự khác biệt rất là lớn so với là hàng hóa của Thái Lan và Lào có sự ngôn ngữ gần gũi nhau. Chính vì yếu tố này mà hàng hóa Việt Nam chúng ta đưa qua nên là làm những hàng hóa có nhãn bao bì là tiếng Lào. Thì như vậy người tiêu dùng ta cảm nhận được là khi người ta mua có tiếng Lào, hướng dẫn sử dụng cũng như là màu sắc nó phù hợp với Lào thì cách tiếp cận hàng hóa của Việt Nam ta thuận lợi hơn. Nhằm giúp doanh nghiệp tăng cường sự hiện diện của hàng Việt tại Lào, Trung tâm xúc tiến thương mại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết sẽ tổ chức triển lãm đầu tư thương mại du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2013 tại tỉnh Champasak, Lào từ ngày 22 đến 26 tháng 7 tới, kết hợp chương trình khảo sát thị trường Lào cho doanh nghiệp. Thưa quý vị, sau ít phút giải lao, chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin như sau. Doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc trong dán nhãn hiệu suất năng lượng bắt buộc cho thiết bị điện kể từ ngày 1 tháng 7. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản cùng Bộ Công Thương nghiên cứu đưa cá tra Việt Nam lên sàn giao dịch điện tử tại Mỹ.